Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Viện nghiên cứu chiến tranh ISVK đã ghi nhận việc triển khai các đơn vị từ lữ đoàn bộ binh hải quân số 810, lữ đoàn bộ binh hải quân số 155 và lữ đoàn đổ bộ cận vệ số 11 của Nga đến vùng Kursk. Ngoài ra, có bằng chứng cho thấy lãnh đạo quân đội Nga gần đây đã chuyển một số đơn vị của Trung đoàn Đổ bộ Cận vệ số 56 từ mặt trận Rabotino ở phía tây vùng Zaporizhia đến vùng Kursk. Mặc dù ISVK chưa quan sát thấy các báo cáo xác nhận sự hiện diện của Trung đoàn Đổ bộ Cận vệ số 51 trong các hoạt động chiến đấu tại vùng Kursk, nhưng sự có mặt của họ phần nào được thể hiện qua cuộc họp báo của chỉ huy trung đoàn này với ông Putin cùng các chỉ huy của các đơn vị khác mới được chuyển đến khu vực Ngoài ra, cũng đã có thông tin về sự dịch chuyển của các đơn vị Nga từ Kharkov và Chasopya. Quân đội Nga dường như phải đối mặt với áp lực để tránh chuyển lực lượng khỏi các mặt trận chính nhằm chiếm thị trấn Pokrovsk ở vùng Donetsk. Do đó, có khả năng Nga sẽ tiếp tục chuyển các lực lượng từ các chiến dịch ít ưu tiên hơn ở các khu vực khác để tăng cường phòng thủ tại vùng Kursk. Bộ Quốc phòng Liên bang Nga vừa qua thông báo, theo yêu cầu của trụ sở tác chiến khu vực Kursk, vũ khí tên lửa và pháo binh bổ sung đã được cung cấp cho nhóm quân đội Nga đang tiến hành chiến dịch tiêu diệt đội hình của lực lượng vũ trang Ukraine xâm nhập vùng lãnh thổ này của Nga. Theo thông báo, tổng cộng nhóm tác chiến của Hội đồng Điều phối Bộ Quốc phòng nhằm đảm bảo an ninh các vùng lãnh thổ biên giới đã nhận được 45 yêu cầu từ trụ sở tác chiến dưới quyền thống đốc các vùng Kursk, Bengorod và Bryansk. Thông báo của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga nhấn mạnh tất cả các yêu cầu sẽ được Hội đồng Điều phối Bộ Quốc phòng xử lý trong vòng 24 giờ và nếu không thể giải quyết được thì phải báo cáo ngay lập tức cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga Andrei Belousov. Trong diễn biến đáng chú ý, một vị tướng đến từ Belarus đã tuyên bố rằng người dân nước này sẽ sẵn sàng cầm vũ khí nếu quân đội Ukraine tấn công nước này. Quan điểm của ông Viktor Tuma, Phó Tổng tham mưu trưởng Belarus được đưa ra sau bình luận tuần trước của Tổng thống Alexander Lukashenko rằng một phần ba quân đội Belarus đã được triển khai tới biên giới với Ukraine do có 120.000 binh sĩ Ukraine hiện diện tại đó. Belarus giáp với cả Nga và Ukraine, không có bằng chứng nào cho thấy quân đội Ukraine có kế hoạch tiến vào Belarus. Các cuộc thăm dò ý kiến công chúng trong số người dân Belarus cho thấy họ phần lớn phản đối sự tham gia của đất nước này vào cuộc chiến và việc Nga sử dụng lãnh thổ của họ. Tuy nhiên, các nhóm du kích ủng hộ Ukraine đã nổi lên ở Belarus và được cho là đứng sau các cuộc tấn công phá hoại, chẳng hạn như trên đường sắt nhằm mục đích hạn chế sự tấn công của Nga. Trong khi đó, có nhiều đồn đoán về mục tiêu của cuộc tấn công của Ukraine vào khu vực Kursk. Đây là lần đầu tiên nước này xâm phạm lãnh thổ nước ngoài kể từ khi xung đột bắt đầu. Chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat tiết lộ, trong 24 giờ qua, đặc nhiệm của nước này đã phá hủy hai xe chiến đấu bộ binh, 5 xe bọc thép và một xe tăng của Ukraine ở mặt trận Kursk. Chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat Thiếu tướng Ati Alaudinov cho biết các binh sĩ của chúng tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong một ngày, lực lượng đặc nhiệm Akhmat phối hợp với lữ đoàn 2 đã phá hủy xe chiến đấu bộ binh, xe bọc thép và xe tăng AMR. Ngoài ra, có các phương tiện cơ giới khác cũng bị lực lượng Nga phá hủy ở tỉnh Kursk. Theo Thiếu tướng Ati Alaudinov, trong 24 giờ qua, các binh sĩ nước này cũng phá hủy một khẩu súng cối và một khẩu pháo của quân đội Ukraine ở Kursk. Ông lưu ý rằng đà tiến công của lực lượng Ukraine đã bị chặn đứng và gánh chịu thiệt hại nặng nề ở mặt trận này. Ông nói thêm, đối phương đã nỗ lực tiến lên nhưng vô ích. Chúng tôi đã triển khai hoạt động quân sự ở nhiều khu vực để chặn đà tấn công của Ukraine và giải phóng một số khu định cư. Tôi tin rằng hoạt động này sẽ tiến triển từng ngày. Trước đó, ông Apti Alaudinov cho biết quân đội Nga đã phá hủy một xe tăng Abrams của Ukraine tại vùng biên giới Kursk. Theo phía Nga, đây là một dấu mốc quan trọng vì trước đó không có thông tin nào về việc lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng xe tăng Mỹ trong các hoạt động chiến đấu. Ông Apti Alaudinov nêu rõ, đến thời điểm hiện tại, mọi thứ đều trong tầm kiểm soát của chúng tôi. Đối phương không có hoạt động chiến đấu tích cực nào. Chúng tôi đã phá hủy khoảng 10 thiết bị, trong đó có một xe bán tải và một xe tăng Abrams của Ukraine. Theo ông Alaudinov, xe tăng M1A1 Abrams đã bị phá hủy trong một cuộc đụng độ giữa các đơn vị quân đội của Nga và Ukraine. Ông Alaudinov nhấn mạnh rằng thành công này là do sự phối hợp ăn ý của các lực lượng Nga và việc sử dụng các loại vũ khí hiện đại có thể chống lại công nghệ phương Tây một cách hiệu quả. Sự xuất hiện của xe tăng do Mỹ sản xuất trên chiến trường ở biên giới Nga-Ukraine cho thấy một giai đoạn mới trong quá trình gia tăng xung đột. Xe tăng M1A1 Abrams là một trong những mẫu xe bọc thép mạnh mẽ và tiên tiến nhất đang được quân đội các nước NATO sử dụng. Reuters đưa tin, thống đốc khu vực Yaroslav của Nga Mikhail Zebrajev cho biết một thiết bị bay không người lái của Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu ở thành phố Yaroslav vào sáng 26 tháng 8. Yaroslav nằm ở phía đông bắc Moscow, cách thủ đô khoảng 250 km. Đây là một trong những cuộc tấn công sâu của Ukraine vào lãnh thổ Nga kể từ khi xung đột bùng phát. Theo thống đốc Zebrajev, Hiện chưa ghi nhận thương vong hay thiệt hại nào sau vụ tấn công. Trong khi đó, sân bay Gagarin tại tỉnh Saratov, miền nam nước Nga, buộc phải tạm ngừng hoạt động sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV của Ukraine. Theo thông báo từ Ban Quản lý sân bay, mọi hoạt động cất và hạ cánh đã bị đình chỉ. Chuyến bay FV-6490 của hãng Rosia Airlines đến Moscow, sân bay Seremetyevo, bị hoãn không thời hạn. Hành khách được khuyến cáo theo dõi thông tin cập nhật trên bảng điện tử và trang web chính thức của sân bay. Cuộc tấn công không chỉ nhắm vào sân bay mà còn cả hai thành phố Saratov và Engels trong tỉnh. Thống đốc Roman Busagin xác nhận mảnh vỡ UAV bị bắn hạ đã rơi trúng khu dân cư Saratov và Engels. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã phá hủy 9 UAV trong đêm tại khu vực Saratov. Trước đó, giới chức Nga thông tin Ukraine mở đợt tấn công bằng máy bay không người lái UAV với quy mô chưa từng có vào vùng thủ đô Moscow, Nga Hãng tin Reuters dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng quân đội Nga đã phá hủy tổng cộng 45 chiếc UAV. Theo thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin, một vài chiếc UAV của Ukraine đã bị đánh chặn trên bầu trời thành phố Podolsk thuộc vùng thủ đô Moscow, cách điện Kremlin khoảng 38 km về phía nam. Truyền thông Nga cũng phát đi hình ảnh những chiếc UAV bay trên bầu trời Moscow bị hệ thống phòng không đánh chặn biến thành những quả cầu lửa khổng lồ. Giới chức hàng không dân dụng Nga cho biết các sân bay chính tại thủ đô Moscow như Vnukovo, Domodedovo và Zhukovsky đã phải hạn chế số chuyến bay vào thời điểm xảy ra vụ tấn công. Theo những thông tin sơ bộ mà thị trưởng Moscow nhận được, không có thiệt hại về tài sản và con người trong vụ tấn công lần này của Ukraine. Thống đốc khu vực Bryansk ở tây nam nước Nga Alexander Bogomaz cũng đăng tải thông tin tương tự. Trong khi đó, hãng thông tấn Nga RIA Novosti cho biết có hai chiếc UAV của Ukraine bị đánh chặn tại khu vực Tula, nằm sát vùng thủ đô Moscow về phía Bắc. Thống đốc khu vực Rostov ở tây nam nước Nga, Vasily Golubev thông tin, các lực lượng phòng không địa phương đã phá hủy một tên lửa của Ukraine bay qua. Trong bối cảnh cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 đang tới gần, câu hỏi về chính sách của nước này đối với Ukraine, nếu ứng cử viên Đảng Cộng Hòa, ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng, ngày càng được quan tâm. Ông Trump từng nhiều lần phát biểu rằng nếu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024, ông sẽ nhanh chóng tìm cách chấm dứt xung đột ở Ukraine. Đây cũng được xem là ưu tiên hàng đầu trong chiến dịch tranh cử của vị tỷ phú này. Sau cuộc gặp với ông Donald Trump hồi tháng 7, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán lưu ý rằng cựu Tổng thống Mỹ đã có các kế hoạch chi tiết và chắc chắn cho việc lập tức đóng vai trò trung gian hòa bình ở Ukraine và sẽ không đợi cho đến sau lễ nhậm chức mới làm điều này nếu ông tái đắc cử. Có 4 kịch bản chính về tác động có thể có của chính quyền ông Trump 2.0 đối với xung đột ở Ukraine như sau. Kịch bản thứ nhất: Đàm phán ngừng bắn sụp đổ, Mỹ giảm hỗ trợ nhưng Ukraine vẫn tiếp tục chiến đấu. Kịch bản này dễ xảy ra. Theo kịch bản này, chính quyền ông Trump 2.0 sẽ giảm hỗ trợ tài chính và quân sự. Buộc Ukraine phải đàm phán với Nga. Đồng thời, ông Trump có thể tham gia đàm phán với tổng thống Nga Vladimir Putin về cuộc xung đột. Nhiều khả năng Washington sẽ hành động trước để giúp Kiev giành ưu thế trong đàm phán, có thể bằng cách giảm thiểu các hạn chế đối với việc cung cấp vũ khí cho Ukraine và việc sử dụng chúng để tấn công lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán cuối cùng sẽ đổ vỡ vì một hoặc cả hai bên tin rằng họ sẽ có ưu thế hơn trong các cuộc đàm phán trong tương lai. Ukraine tiếp tục thúc đẩy việc tái kiểm soát thêm nhiều lãnh thổ. Kịch bản thứ hai, đàm phán ngừng bắn sụp đổ, nhưng Mỹ vẫn tiếp tục hỗ trợ để củng cố vị thế đàm phán và an ninh của Ukraine Kịch bản này có thể xảy ra. Theo kịch bản này, các cuộc đàm phán ngừng bắn cũng sụp đổ, nhưng Mỹ quyết định vẫn duy trì hoặc thậm chí tăng cường hỗ trợ quân sự quan trọng cho Ukraine vì sợ rằng việc dừng viện trợ sẽ làm suy yếu nghiêm trọng năng lực của Kiev. Từ đó dẫn đến xung đột tiếp tục kéo dài và đặt ra mối đe dọa lớn hơn cho các nước NATO. Quyết định này cũng được thúc đẩy phần nào bởi lo ngại của Mỹ rằng việc cắt viện trợ cho Ukraine có thể tạo ra nghi ngờ về quyết tâm của nền kinh tế lớn nhất thế giới trong việc bảo vệ đồng minh trên toàn cầu tác động đến cuộc cạnh tranh với Trung Quốc. Kịch bản thứ ba, đàm phán ngừng bắn thành công nhưng nguy cơ xung đột tái diễn vẫn trực chờ. Kịch bản có thể xảy ra. Theo kịch bản này, việc Mỹ đe dọa cắt giảm hỗ trợ sẽ buộc Ukraine phải ngồi vào bàn đàm phán. Nga ra tín hiệu nhượng bộ để đổi lấy những hạn chế về hỗ trợ của Mỹ đối với Ukraine, bao gồm cả việc đóng băng không chính thức nhưng vô thời hạn nguyện vọng trở thành thành viên NATO của Kiev. Đàm phán ngừng bắn thành công. Tuy nhiên, khi Mỹ và phương Tây ngừng cung cấp các loại khí tài cho Ukraine, đấu đá chính trị nội bộ sẽ trở nên ngày càng rõ nét bên trong và giữa các quốc gia thành viên NATO. Kịch bản thứ tư, Ukraine cứng rắn hơn trong các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga, nguy cơ leo thang nghiêm trọng và xung đột Nga-NATO, kịch bản khó xảy ra. Theo kịch bản này, Ukraine tính toán sai lầm và cho rằng cả nguy cơ Mỹ giảm hỗ trợ lẫn nguy cơ thất bại tại bàn đàm phán đều tồn tại. Do đó, Kiev ngày càng trở nên cứng rắn hơn trong xung đột một phần nhằm thu hút sự ủng hộ mạnh mẽ hơn từ phương Tây, ngay cả khi điều này có nguy cơ dẫn đến sự gia tăng các hành động ăn miếng trả miếng từ Moscow. Kịch bản tồi tệ này có thể dẫn đến gia tăng xung đột Nga-Ukraine và lớn hơn là nguy cơ xung đột Nga-NATO. Tuy nhiên, kịch bản này khó trở thành hiện thực bởi Ukraine khó có thể đưa ra tính toán sai lầm vì các cường quốc phương Tây, đặc biệt dưới thời chính quyền của ông Donald Trump, luôn không muốn xung đột trực tiếp với Nga. Do đó, nhiều khả năng Mỹ sẽ dứt khoát giảm hỗ trợ cho Ukraine nếu xung đột Nga-NATO sắp xảy ra. Theo Sky News, ứng viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng Hòa Donald Trump từng tuyên bố với các nước thành viên NATO không chi đủ tiền cho quốc phòng rằng ông sẽ để Nga làm bất cứ điều gì nước này muốn và đe dọa rút Mỹ khỏi liên minh. Sự không chắc chắn về lập trường của ông Trump liên quan đến Ukraine càng tăng lên sau khi ông chọn phó tướng là ông James David Vance người chỉ trích mạnh mẽ việc chính quyền của ông Biden viện trợ cho Ukraine. Tuy nhiên mới đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiết lộ, ông chỉ nhận được các thông điệp tích cực từ phía ông Trump về Ukraine trong cuộc điện đàm vào tháng trước. Ông Zelensky nói, tôi chỉ nhận được các thông điệp rằng ông ấy sẽ ủng hộ Ukraine và sẽ làm mọi thứ để dừng cuộc xung đột. Người đứng đầu Ukraine nói thêm, ông Trump đã đảm bảo với ông rằng sẽ làm mọi thứ có thể để Ukraine độc lập châu Âu và tự do. Đó là những thông điệp tôi nhận trực tiếp từ ông Trump. Chúng tôi sẽ gặp nhau vào tháng 11, sau khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra. Trong cuộc điện đàm đầu tiên vào tháng 7 vừa rồi với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, kể từ khi cựu Tổng thống Mỹ kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2021, cựu Tổng thống Mỹ cũng đã khẳng định ông sẽ chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine, thậm chí cả trước khi ông nhậm chức vào tháng 1 năm 2025, nếu ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11 năm nay. Ông Trump cho biết, với tư cách là Tổng thống Mỹ, ông sẽ mang lại hòa bình cho thế giới và chấm dứt cuộc xung đột đã cướp đi rất nhiều sinh mạng. Cả hai bên có thể đến với nhau và đàm phán một thỏa thuận chấm dứt bạo lực và mở đường hướng tới thịnh vượng. Trước đó, thành viên Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ, ông Michael Walsh cho biết, ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa, ông Donald Trump, có chiến lược thúc giục Nga và Ukraine ngồi vào bàn đàm phán để chấm dứt xung đột Ukraine. Khi được hỏi về khả năng cựu Tổng thống Donald Trump có thể giúp kết thúc cuộc xung đột ở Ukraine, ông Wans đáp, ông ấy cho biết sẽ nói với chính phủ Ukraine rằng họ cần phải ngồi vào bàn đàm phán, hoặc thế là hết. Vì vậy, tôi nghĩ ông ấy có một chiến lược chung trong đầu, đưa cả hai bên vào bàn đàm phán theo cách hợp lý để đàm phán ngoại giao nhằm mang lại giải pháp cho cuộc xung đột này. Ông Wans đồng thời cho rằng chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden và bà Kamala Harris đã thất bại vì thiếu chiến lược trong cuộc xung đột Ukraine. Kênh CNN dẫn tiết lộ từ một cố vấn cho chiến dịch tranh cử của ông Trump cho biết, lịch trình sắp tới của cựu tổng thống Mỹ sẽ điều chỉnh so với trước đây. Dự kiến từ giờ đến ngày mùng 5 tháng 11, ông Trump sẽ tổ chức một số buổi vận động tranh cử vào mỗi tuần, nếu không muốn nói là hàng ngày. Sự tăng tốc trên diễn ra khi cựu tổng thống 78 tuổi đồng thời chuẩn bị cho cuộc tranh luận ngày mùng 10 tháng 9 tới với phó tổng thống Kamala Harris, ứng cử viên của Đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay, ông Trump được cho là đang âm thầm thảo luận chính sách với các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa, các chuyên gia chính sách cùng các đồng minh khác nhằm nghiên cứu đối thủ và điều chỉnh thông điệp tranh cử trong bối cảnh mới. Thậm chí, một số nguồn tin tiết lộ, cựu nghị sĩ Đảng Dân chủ Tulsi Gabbard đã hỗ trợ ông Trump ở hậu trường, là một trong những người từng tranh luận trực tiếp với bà Harris tại vòng bầu cử tổng thống sơ bộ của Đảng Dân chủ năm 2020. Bà Gabbard được tin tưởng có thể nắm được điểm yếu trong phong cách tranh luận của Phó Tổng thống Mỹ. Sau nhiều lần thảo luận, gần đây, ông Trump và bà Harris đã đồng ý tổ chức cuộc tranh luận vào ngày mùng 10 tháng 9, như đội ngũ của ông Trump và ông Biden sắp xếp trước đó. Đài ABC là cơ quan truyền thông tổ chức cuộc tranh luận này. ABC thông báo cuộc tranh luận sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hiến pháp Quốc gia ở thành phố Philadelphia, thuộc bang Pennsylvania, nước Mỹ. Trong cuộc thăm dò những cử tri đã đăng ký trên toàn quốc, được trường luật Market công bố vào tháng 8, bà Harris dẫn trước ông Trump 4%. Cuộc tranh luận sắp tới có thể là cơ hội để ông Trump thể hiện và thu hút sự ủng hộ đang nghiêng về bà Harris. Theo tiết lộ của một số cố vấn cấp cao, chiến dịch tranh cử của ông Trump hiện xem giai đoạn sau đại hội toàn quốc của Đảng Dân chủ là cuộc chạy nước rút toàn diện đến tháng 11. Trước mắt, ông Trump sẽ tập trung vào các bang chiến địa như Bắc Carolina hay Pennsylvania, những nơi việc bỏ phiếu sớm và qua thư được tiến hành sớm nhất, cũng như các bang vốn ngà hẳn về một phía như Minnesota hay Florida. Giống như những gì đã làm trong tuần qua, cựu tổng thống Trump dự kiến tổ chức các sự kiện nhỏ bên cạnh những buổi meeting lớn. Những sự kiện sẽ tập trung làm rõ một số điểm trong các chính sách của ứng cử viên tổng thống Đảng Cộng hòa. Tuy nhiên, các nỗ lực trên không phải không có hạn chế. Những người hiểu rõ nhất về cựu tổng thống Mỹ từ lâu thừa nhận khuynh hướng bất tuân kịch bản và tính khí thất thường của ông Trump là khó thay đổi đối với ứng cử viên harris những tuần tới áp lực sẽ ngày càng tăng trong việc trình bày chi tiết hơn các kế hoạch của bà nhằm giải quyết những vấn đề lớn nhất mà đất nước đang phải đối mặt bao gồm nhập cư biến đổi khí hậu bạo lực súng đạn và tội phạm bà chắc chắn sẽ được yêu cầu nêu rõ học thuyết chính sách đối ngoại và nêu chi tiết hơn về cách bà có thể xử lý một loạt các điểm nóng nước ngoài hiện tại nhóm của bà dường như không vội vàng đưa ra các báo cáo chính sách hoặc lên lịch trình xuất hiện chính sách theo đài truyền hình CNN, phó tổng thống Harris đã tổ chức buổi đào tạo tranh luận chính thức đầu tiên của mình tại Đại học Hogwarts, trường đại học có tiếng trong lịch sử dành cho người da màu ở thủ đô Washington DC. Trong khi đó, cựu tổng thống Trump đã nhờ một trong những đối thủ cũ của phó tổng thống là ông Tulsi Gabbard, người trước đây từng tranh cử tổng thống với tư cách là thành viên Đảng Dân chủ vào năm 2020 hỗ trợ. Sau nhiều lần có những tuyên bố trái ngược, tuần trước cả hai ứng viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ đã đồng ý tổ chức vòng tranh luận vào ngày 10 tháng 9. Đài truyền hình tổ chức ABC thông báo sự kiện sẽ được diễn ra tại Trung tâm Hiến pháp Quốc gia ở bang Philadelphia. Đội ngũ chiến dịch của bà Harris đang tất bật chuẩn bị cho bà có phần tranh luận tốt nhất trong ngày 10 tháng 9 tới. Theo CNN, bà Harris chưa bước lên sân khấu tranh luận nào kể từ khi đối mặt với cựu phó tướng của ông Trump là ông Mike Pence vào năm 2020. Trong buổi đào tạo tranh luận tại Đại học Howard, một nhóm cố vấn của Đảng Dân Chủ đã tham gia cùng bà Harris, bao gồm ông Philippe Rens, trợ lý lâu năm của cựu ứng viên Tổng thống Mỹ Hillary Clinton. Ngoài ông Rens, bà Karen Dune, người đã giúp bà Harris chuẩn bị cho cuộc tranh luận phó Tổng thống vào năm 2020, cũng đang tham gia vào quá trình chuẩn bị tranh luận. Theo các nguồn tin, các cựu trợ lý của bà Harris là bà Rohini Kosoklu và ông Sean Clark cũng tham gia vào quá trình này. Về phần mình, ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump lựa chọn việc khôi phục cách tiếp cận được triển khai trong cuộc tranh luận vào tháng 6. Ông tham gia vào các phiên họp chính sách ít chính thức hơn với các trợ lý thân cận, cố vấn và đồng minh giữa các lần xuất hiện trong chiến dịch và những lần đi đánh gôn. Sự tham gia của ông Gabbard đã được người phát ngôn chiến dịch tranh cử của ông Trump là bà Caroline Levitt xác nhận với đài truyền hình CNN. Sau khi rời đảng Dân Chủ vào năm 2022, ông Gapak đã trở thành một trong những người bạn đồng hành tiềm năng của ông Trump. Sự quan tâm của ông Trump đối với ông Gapak trước thềm đối mặt với đối thủ Harris vào tháng tới xuất phát từ màn tranh luận trong cuộc đua năm 2020 của hai ứng viên đảng Dân Chủ. Vào thời điểm đó, bà Harris đã chỉ trích quan điểm chính sách đối ngoại của ông Gapak trong khi ông Gapak lên án những vụ án mà bà Harris tham gia khi là công tố viên. Trong một tuyên bố, người phát ngôn Levitt cho hay, cựu Tổng thống không cần chuẩn bị tranh luận theo cách truyền thống, nhưng sẽ tiếp tục gặp gỡ các cố vấn chính sách và những người có khả năng ăn nói hiệu quả, như ông Tulsi Gabbard, người đã thành công áp đảo bà Kamala Harris trên sàn đấu tranh luận. Chuyến đi mới đây trên chiếc MV-22 tiêu trợ tờ của Phó Tổng thống Mỹ Harris tới Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Nhiều người tự hỏi liệu đây có phải là lần đầu tiên bà thực hiện chuyến bay trên loại máy bay nguy hiểm này hay không. Mọi con mắt đổ dồn vào chuyến đi này của bà. Một đoạn clip về việc di chuyển của bà Harris sau đó đã thu hút được rất nhiều sự chú ý từ những người quan tâm đến công nghệ quân sự khi phó tổng thống lên một chiếc trực thăng MV-22 Tiltrotor, biến thể của dòng V-22 Osprey trong một chuyến bay ngắn đến hội trường đại hội. Nhiều người tự hỏi liệu đây có phải là lần đầu tiên bà Harris đi máy bay thuộc dòng Osprey hay không bởi loại máy bay vẫn đang chịu hậu quả nghiêm trọng từ vụ tai nạn năm ngoái. Cụ thể, một chiếc V-22 Osprey đã rơi ngoài khơi đảo Yakushima của Nhật Bản vào tháng 11 năm 2023. Điều này khiến tất cả các biến thể V-22 Osprey trên toàn thế giới phải ngừng bay trong 3 tháng. Dù lệnh ngừng bay được dỡ bỏ vào tháng 3, song các biến thể thuộc dòng V-22 phải hoạt động theo các hạn chế bay nghiêm ngặt. Không quân Mỹ sau đó đã xác định rằng lỗi hộp số là nguyên nhân trực tiếp gây ra vụ tai nạn thảm khốc năm ngoái, nhưng cũng cho rằng hành động chưa chuẩn của phi công là một trong những yếu tố góp phần gây ra tai nạn. V22 Osprey được mệnh danh là chim ưng biển, là máy bay vận tải có khả năng cất cánh thẳng đứng, bay với tốc độ cao và hoạt động tầm xa được các tập đoàn quốc phòng Mỹ thiết kế và đưa vào biên chế trong quân đội từ năm 2007. Một trong những tính năng độc đáo của V22 Osprey là khả năng chuyển đổi chế độ bay từ trực thăng sang phản lực trong vòng 12 giây. Nhờ vậy, loại máy bay này giúp quân đội Mỹ có ưu thế lớn trong việc triển khai quân nhanh chóng tới những địa điểm quan trọng. V22 Osprey đã tham gia nhiều hoạt động quân sự của Mỹ, bao gồm các nhiệm vụ chiến đấu ở Iraq, Afghanistan và Libya. Nhưng máy bay quân sự này cũng liên quan đến một loạt rủi ro. Năm 2019, Đại tá Dave White, người giám sát chương trình Osprey của không quân Mỹ, nói rằng ông mất ngủ hàng đêm bởi khả năng sẵn sàng của CV-22 Osprey. Ông nói thêm, đó là một nền tảng khó duy trì. Bất chấp những vụ tai nạn nghiêm trọng, số liệu thống kê cho thấy việc vận hành Osprey không nguy hiểm hơn những chiếc khác trong quân đội Mỹ. Một phát ngôn viên của Thủy quân Lục Chiến vào năm 2022 nói với tờ Marine Corps Times cho biết những chiếc Osprey của lực lượng này có tỷ lệ rủi ro trên 100.000 giờ bay, thấp hơn 3 chiến đấu cơ Harrier f a 18 Super Hornet và F-35. Cuộc đua bầu cử Tổng thống Mỹ 2024 chính thức bước vào giai đoạn quyết định. Các ứng cử viên được cho là sẽ tăng tốc nỗ lực để thuyết phục những cử tri chưa đưa ra quyết định hay còn dao động. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tuyên bố tại Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ. Với cuộc bầu cử này, quốc gia chúng ta có cơ hội quý giá để vượt qua sự cay đắng, hoài nghi và những trận chiến chia rẽ trong quá khứ. Một cơ hội để vạch ra một con đường mới tiến về phía trước, không phải với tư cách là thành viên của bất kỳ đảng phái hay phe phái nào, mà là với tư cách là người Mỹ. Bà Harris đã làm nên lịch sử khi trở thành nữ ứng cử viên tổng thống da màu đầu tiên và có gốc Nam Á đầu tiên của nước Mỹ. Tuy nhiên, một loạt thử thách đang đợi bà ở phía trước. Cuộc phỏng vấn đầu tiên với truyền thông dự kiến vào cuối tháng này. Hàng trăm triệu đô la Mỹ dự định cho chiến dịch quảng cáo và có lẽ quan trọng nhất là cuộc tranh luận vào ngày 10 tháng 9 với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Bất chấp sự lạc quan mà bà đã mang lại, Đảng Dân Chủ thừa nhận rằng cuộc đua vẫn quá xích xa để có thể tự tin vào một chiến thắng. Theo trang tin Politico, sự bùng nổ năng lượng xung quanh ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ, bà Kamala Harris mới chỉ dừng lại ở việc đưa cuộc đua trở lại thế cân bằng Ông Trump vẫn dẫn đầu, hay ngay cả khi bị tụt lại sau thì vẫn ở phạm vi sai số cho phép ở nhiều bang chiến trường quan trọng. Phát biểu tại một cuộc vận động tranh cử mới đây ở Arizona, ông Trump đã không ngừng chỉ trích đại hội toàn quốc của Đảng Dân chủ và phó tổng thống Kamala Harris vì đã quá tập trung vào ông thay vì thảo luận về biên giới hay lạm phát. Đây đều là những vấn đề mà cử tri Mỹ xếp vào danh sách những mối quan tâm hàng đầu. Nhiều ý kiến cho rằng Đảng Dân chủ phải chuẩn bị cho cả hai khả năng đó là giai đoạn nhiệt tình đối với bà Harris sẽ đi qua và Đảng Cộng Hòa sẽ tìm cách phản công. Đảng Dân Chủ cần có các đề xuất chính sách thực sự, vững chắc, nêu rõ các kế hoạch của cặp đôi tranh cử là bà Kamala Harris và ông Tim Walz cho nước Mỹ. Giáo sư khoa học chính trị Jennifer Lawless tại Đại học Virginia nhận định, giai đoạn nhiệt tình đối với bà Harris đã kéo dài khoảng 4 tuần, khá dài. Câu hỏi đặt ra là liệu bà ấy có thể duy trì được đà này hay không? Trong khoảng 10 ngày nữa, bà sẽ có một cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình. Điều đó có nghĩa là một cơ hội nữa để thúc đẩy động lực, hay ít nhất là duy trì năng lượng và sự nhiệt tình mà bà ấy đã đạt được trong suốt những tháng qua. Tỷ lệ ủng hộ đối với ông Trump đã gia tăng sau vụ ám sát ông Bất Thành và Đại hội Đảng Cộng Hòa hồi tháng 7, bất chấp sự tham gia của bà Harris vào cuộc đua. Một cuộc thăm dò của Trung tâm Nghiên cứu Pew vào đầu tháng 8 cho thấy 42% người trưởng thành tại Mỹ ủng hộ ông Trump một sự cải thiện rõ rệt so với 3 tháng trước, dù sự ủng hộ đối với bà Harris đã tăng. Điều này cũng thể hiện mức độ ủng hộ cao nhất dành cho ông Trump mà Pew ghi nhận được trong ít nhất 2 năm trở lại đây. Lực lượng Houthi ở Yemen đã đề cập cuộc tấn công quy mô lớn gần đây của Hezbollah bằng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel và tuyên bố sẽ tiến hành cuộc tấn công của riêng họ để đáp trả Israel. Tuyên bố của Houthi cho biết, Chúng tôi chúc mừng Hezbollah và lãnh đạo của họ về cuộc tấn công lớn và dũng cảm mà lực lượng kháng chiến thực hiện. Phía hậu thi cho rằng đây là phản ứng mạnh mẽ và hiệu quả, cho thấy lực lượng kháng chiến có năng lực mạnh mẽ và trung thực với lời hứa và tuyên bố của mình. Houthi thi cũng cam kết sẽ tiến hành cuộc tấn công của riêng họ để đáp trả cuộc không kích của Israel hôm 20 tháng 7 nhằm vào cảng biển của lực lượng này ở thành phố Hodeida. Đồng thời nhấn mạnh một lần nữa rằng phản ứng của Yemen chắc chắn sẽ xảy ra. Đáp lại, Mỹ cũng nhắc lại cam kết bảo vệ Israel một cách tuyệt đối và cho biết đã bố trí thế trận để hỗ trợ đồng minh. Thiếu tướng Pat Ryder, người phát ngôn lầu năm góc cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Israel Yoav Galan về việc phòng thủ của Israel trước khi Hezbollah tấn công. Trong những tuần vừa qua, quân đội Mỹ đã tăng cường hiện diện ở Trung Đông nhằm ứng phó với các cuộc tấn công mới của Iran và các đồng minh. Mỹ đã điều nhóm tấn công tàu sân bay Abraham Lincoln và triển khai phi đội máy bay chiến đấu F-22 vào một tàu ngầm mang tên lửa hành trình dẫn đường tới Trung Đông. Iran trước đó từng tuyên bố sẽ trả đũa vụ sát hại một thủ lĩnh Hamas ở Iran cuối tháng trước, đồng thời cáo buộc Israel thực hiện vụ việc trên. Hezbollah cũng dọa sẽ trả đũa Israel sau việc một thủ lĩnh của Hezbollah bị sát hại ở Liban tháng trước. Phía Mỹ cho biết sẽ tiếp tục giám sát các động thái của Iran và sẽ thảo luận các kịch bản với Israel nhằm chuẩn bị các biện pháp đối phó. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Quinton Brown cũng đã bắt đầu chuyến thăm không báo trước tới Trung Đông, bao gồm Jordani, Ai Cập và Israel, nhằm thảo luận cách thức ngăn chặn gia tăng căng thẳng khu vực. Chuyến thăm được thực hiện trong bối cảnh Mỹ đang tìm cách đạt được một thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin ở Gaza giữa Israel và Hamas, điều mà Mỹ kỳ vọng sẽ giúp hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực trong khi đó tổng thống mỹ joe biden đã điện đàm với lãnh đạo qatar và ai cập nhằm thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn ở gaza trong bối cảnh các nhà đàm phán gặp nhau ở cairo để tìm cách thu hẹp các khác biệt nhà trắng cho biết cuộc đàm phán ở cairo mang tính xây dựng và mỹ kêu gọi các bên phối hợp nhằm sớm hoàn tất một thỏa thuận bất đồng chính hiện nay đó là việc israel tiếp tục mong muốn được duy trì các lực lượng của nước này dọc hành lang fidelphi giữa ai cập và gaza Dẫn lời một quan chức cấp cao của Israel, trang Axios đưa tin, Tel Aviv đã thông báo trước cho Mỹ về kế hoạch tấn công Liban đêm ngày 24 tháng 8. Hãng tin Axios dẫn lời vị quan chức giấu tên cho hay, Israel đang hành động đơn độc chống lại Hezbollah, nhưng phối hợp chặt chẽ với Mỹ. Thông tin cập nhật về cuộc xung đột mà chính quyền Tổng thống Joe Biden nhận được không phải là vào phút thứ 90. Vị quan chức này nói thêm rằng, theo chỉ đạo của ông Biden, các quan chức cấp cao của Mỹ đã liên tục trao đổi với các đối tác Israel Ông nói, chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ quyền tự vệ của Israel và chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực vì sự ổn định của khu vực. Trước đó, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Charles Brown đã tới Israel để hội đàm với các quan chức quốc phòng nước này. Cùng thời điểm, Lầu Năm Góc cho hay, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cũng đã điện đàm với người đồng cấp Israel, Yoav Galan và nhấn mạnh rằng Washington quyết tâm hỗ trợ quốc phòng cho Tel Aviv. Ông Austin cũng ra lệnh cho hai nhóm tác chiến tàu sân bay ở lại khu vực tuyên bố từ Bộ Quốc phòng cho biết, ông Galan đã điện đàm với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và thông báo tóm tắt về các cuộc không kích của lực lượng phòng vệ Israel. Họ đã thảo luận về tầm quan trọng của việc ngăn chặn cuộc chiến gia tăng ra toàn khu vực. Ông Galan nhấn mạnh, quân đội Israel quyết tâm bảo vệ công dân Israel và sẽ sử dụng mọi biện pháp có thể để loại bỏ các mối đe dọa sắp xảy ra. Ngày 25 tháng 8, đánh dấu màn đáp trả dữ dội nhất giữa Israel và Hezbollah kể từ thời điểm xung đột ở giải Gaza nổ ra. Hezbollah cho biết, lực lượng này đã nã hơn 320 tên lửa và phóng hàng chục thiết bị bay không người lái về phía Israel để trả đũa cho vụ giết hại chỉ huy cấp cao Fuad Shuk tại Beirut vào tháng trước. Quân đội Israel nói rằng, nước này đã bắn trúng hơn 1.000 quả đạn của Hezbollah nhằm vào miền Bắc và miền Trung Israel. Vài giờ sau các cuộc không kích, các nhà hòa giải Israel đã đến Cairo để đàm phán với Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ, CIA, Bin Burns, Thủ tướng Qatar, và giám đốc tình báo Ai Cập về thỏa thuận giải thoát các con tin đang bị Hamas giam giữ và thiết lập lệnh ngừng bắn ở Gaza. Giới chức Israel cho biết đây cũng là một cách để báo hiệu rằng đối với Israel, cuộc tấn công đã kết thúc và họ không quan tâm đến việc leo thang thêm nữa. Tuy nhiên, các quan chức Israel và Mỹ cho biết các cuộc tấn công vào sáng ngày 25 tháng 8 chỉ là màn mở đầu. Iran vẫn chưa trả đũa vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh ở Tehran giới chức dự đoán dù đã chỉ hoãn trong nhiều tuần iran có thể phản ứng trong những ngày và tuần tới